Chào mọi người nha. Hôm nay Phong sẽ hướng dẫn mọi người cách làm mồi đặt bẫy chồn cho mọi người. Đây, không có chuẩn bị sẵn này để cho mọi người hướng dẫn mọi người. Tại vì trong clip nhiều khi có nhiều anh em hỏi là đặt bẫy mồi gì? Đây, trứng, trứng là trứng vịt nha cả nhà, trứng vịt. Này tại bỏ tủ lạnh nên nay trứng được trứng ăn, cùng lấy ra cùng đặt cho nhà mình xem nha. Trứng vịt. Hai là chuối. Đây, chuối. Chuối nữa nha. Chuối này là chuối già. Chuối già nha. Đây, chuối già. Trứng. Trước khi mình đi đặt bẫy thì trứng này mình luộc đi. Mình luộc chín. Luộc chín xong rồi mình để khoan. Bảy là mình bảy bằng bảy bằng bảy này nha, mình bảy bằng bảy lòng nha. Đó, đây có cây để mồi nè, lấy trứng máng vô cây để mồi, rồi máng vô cây mồi đúng không? Xong tới tiếp theo đó là chuối. Chuối này phân làm hai ra, đó, bỏ vô trong. Đó. Tại sao mình gà bằng hai màu? Là vấn đề là cái là mình trứng thì ban đêm là một trắng nè, phá quang rất là nhiều. Con chồn nhìn thấy là dễ thấy lắm. Đó. Hai là chuối. Chuối già này rất là thơm nha. Đó, ban đêm cái mùi thơm đó là con vật sẽ đánh mùi. Đánh mùi được là lợi năng. Đặc biệt là cái chuối già nha mọi người, chuối già này rất là thơm. Đó, với hai cái chuối, cái loại chuối này nè. Mình để nguyên vỏ luôn. Mấy clip trước thì Phong đi thường thì Phong đi gài nên Phong không quay được, không quay mồi cho mọi người xem. Có nhiều anh em nói là sau làm clip mà không có quay đặt mồi để cho anh em ta xem, người ta học cách đặt hay gì đó. Thì nay Phong làm clip ngắn này để cho mọi người xem ha. Rồi ok nha. Mọi người thí dụ mà có thắc mắc cái vấn đề gì đó thì cứ comment hỏi Phong. Thì không biết được cái gì Phong chỉ đó hết. Thì Phong thì ở đây thì Phong gà bẫy lồng không à, chứ không có gà bẫy cạp nha. Bẫy cạp như ở ngoài miền Bắc, miền máy người ta gà bẫy đó, gà đó thì nói chung cũng vừa cao su thì rất là nguy hiểm nha cả nhà. Đó, bẫy của Phong nè. Rồi thì sau này Phong sẽ làm một clip nữa đặng cho cả nhà là xem là cái bẫy lồng gì mình cần làm, cái vấn đề gì để gài được chồn. Chứ nếu mà bẫy chợ đem về gà là không bao giờ mà gà bắt nó nha. Tại con đó nó dữ lắm, với hai nó mạnh lắm. Rồi cả nhà thấy không, trứng vịt. Ok, trứng vịt luộc chín. Rồi có cây để mồi, đây cứ máng vô cây để mồi. Rồi chuối sim. Ủa, chuối già, nó lộn nha. Chuối già chừng nửa trái này, chừng nửa trái được rồi, nửa trái được rồi, bỏ vô trong đây. Rồi vậy là ok thôi, chỉ hai cái đó thôi là đủ rồi. À, còn khi nào tới cái không đi coi được cái dấu chồn này nọ rồi đó thì Phong sẽ làm một clip để cho nhà xem là mình đi coi có dấu rồi mình đặt đó. Nó đặt sẽ hiệu quả hơn so với mà mình đặt gọi là đặt mù đặt đại nữa. Đặt có dấu là chính xác luôn, đặt có dấu là thế nào cũng dính. Tại mấy cái clip của Phong đặt là có dấu là đều dính hết. Mọi người thấy yêu mến Phong thì cứ đăng ký kênh, like và chia sẻ cho nhiều người nữa cùng xem nha mọi người. Rồi cảm ơn mọi người đã xem clip này nha. Rồi chào tạm biệt cả nhà mình luôn nha.